Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại khóa học Hà Nội chiến thắng Covid. Và ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn lớp lót nhá. Lớp lót làm sao cho chuyển động nhạt đúng không? Giống như lời hứa ngày hôm trước, đó chính là chuyển theo hệ thống sáng tối đậm nhạt của mẫu. Vậy thì làm thế nào để có thể chuyển được? Và hai là lớp lót nhìn nó đã ra tinh thần của bài luôn, thì các bạn sẽ phải hết sức chú ý khâu này cho tiêu. Được chưa nào? Để làm được điều đó thì các bạn sẽ cần chuẩn bị một vài những cái dụng cụ như sau này. Bây giờ là bút. Bút thì Tiêu đã giới thiệu cái bộ này hôm trước cho các bạn rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ rút ra hai cây này, một cái đầu bút đầu vuông size lớn và một cái bút đầu vuông size nhỏ nhỏ nhỡ nhỡ. Tiêu thấy là cái bút này, cái bộ này dùng rất là tốt và nó bền phết này. Nếu mà chúng ta dùng xong tiết kiệm nhá, vừa dùng vừa gọi là bảo quản bút thật tốt. Thứ hai nữa là cái bút ấy là chúng ta phải rửa sạch cho nó dựng ngược lên chứ không được để xô nha, để xô là chết dở. Và thứ ba nữa là chúng ta để tách các loại bút ra, ví dụ bút A này nó cùng đây, nhưng cái hàng bút này khác, hàng bay này khác, chúng ta phải để riêng thành hai hộp nhé, và đặt cạnh nhau thôi chứ không được đặt xô lên nhau, nó sẽ bị đè và gãy lông, thấy chưa nào? Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên khi mà sử dụng bút. Rồi về màu đây, các bạn sẽ cần chuẩn bị, ví dụ như là màu nào ta chuẩn bị màu đó. Và các bạn nhớ cho Tiêu một nguyên tắc này, nguyên tắc hôm trước chúng ta học nguyên tắc về màu rồi đúng không? Còn bây giờ chúng ta học nguyên tắc về sáng tối đậm nhạt. Vậy thì sáng là cái gì, tối là cái gì đúng không? Ví dụ trong một cái cây này, các bạn quan sát này. Đây, góc nào là góc sáng? Có phải góc này không? Góc bên này có phải góc tối không? Đúng không? Nó là sáng tối. Ví dụ cây này đầu ngoài này sẽ là đầu sáng. Cây bằng lăng đấy ạ. Góc bên trong này sẽ là đầu góc tối đúng không? Vậy thì góc tối nó tượng trưng cho ánh sáng, vậy ánh sáng nó đón ở bên nào thì bên đó sáng hơn. Ví dụ quan sát góc này thì ánh sáng nó chiếu từ bên trái về, bên phải thì nó tối đúng không? Bên trái thì nó sẽ sáng hơn bởi vì nó đón ánh nắng. Các bạn nhớ nhá. Vậy thì lớp lót nguyên tắc đó chính là sáng lót trước, tối lót sau. Màu nào sáng hơn ta lót trước, màu nào tối hơn ta lót sau. Các bạn nhớ nhá. Nhớ giúp thầy nhá. Trong vẽ tranh ấy thì mình nếu mà nắm được công thức, nó giống như là cái kim chỉ nam, nó là giống như bí kíp võ công ấy, là ta sẽ tiến hành thành công thôi, không lo nhá. Còn nếu mà chúng ta học theo hình thức là vừa học vừa mò ấy, thì là nó sẽ hơi khó thật. Các bạn sẽ cần chuẩn bị màu xanh cốm, mã số là 453, lấy thêm một ít vào đây, không nhiều lắm đâu, bình thường thôi. Ở đây Tiêu có cái màu pha sẵn, nếu các bạn không có cái màu pha sẵn này thì các bạn sẽ pha ra nhé. Một chút anh 067 là một cái màu xanh này, cũng rất hay dùng. Và đặc biệt là tranh phong cảnh mà dạng như tả siêu thực ấy, thì chúng ta hay dùng. Kéo lên đây. Khi học vẽ là chúng ta cố gắng là để cái tâm lý thoải mái nhất nha. Không có gì phải vội vàng cả, cứ bình tĩnh chúng ta xử lý. Một vài cái màu lạ của màu xanh, ví dụ như là mã 061, áp dụng cho những cái cây ở xa đúng không? Màu nó nhẹ nhàng sẵn rồi. 061 một tí này. Đó. Mỗi màu các bạn lấy một ít thôi, không nhiều. Tranh to thì mình lấy nhỉnh hơn một tí chứ không nên là lấy quá nhiều nhé. Đây, một chút anh 033. Lấy như kia là thừa rồi, dư rồi. Tuy nhiên thì chúng ta cứ lấy đủ chứ không nên lấy quá nhiều làm gì cả, nó phí ra. Rồi, tiếp tục. Còn màu gì nữa không nhỉ? Màu đen. Một chút đen. Ví dụ như lớp lót ở những cái bụi cây cần nhấn đậm hơn tí nữa này, thì ta cấu một tí đen ra. Mã màu đen là 051. Ít thôi, không cần nhiều. Có thể cho thêm một tông ít vàng đất ra cũng được. Vàng đất cho màu nó ấm áp lên. Mã số là 029. Ít thôi, không cần nhiều đâu các bạn. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng tiếp nha. Ok, như vậy là tương đối về màu rồi. Các bạn có cần êm hơn, ấm hơn, màu nó ấm áp. Các bạn thấy trên palette của mình là chủ yếu là đang là màu lạnh, các màu xanh là màu lạnh đúng không? Màu lạnh tức là những cái màu mà mang cho ta cảm giác nó bị lạnh. Còn màu nóng đây này, đấy, nóng không? Nhìn nó cảm giác nóng rực này, màu đỏ. Đây, màu nóng đây, màu cam đúng không? Chúng ta cấu thêm một tí màu nóng ra. Và trong này cũng có màu nóng của màu cây cầu thế húc đúng không?
kéo thêm một ít thôi. Đỏ dùng cũng ít thôi. Ok, chúng ta sẽ tiến hành nhá. Các bạn lấy cái bút này ra này. Lấy cái bút đầu vuông, size nhỏ nhỡ nha. Chúng ta sẽ lót cái cổng trước nha. Lót cổng trước hay là lót cái cây sau trước cũng được. Đây, ta sẽ bôi một chút cái nền trời nhá. Nền trời ở đằng xa trước khi ta vào cái cây này. Nền trời thì sử dụng một tí cái màu xanh này. Xanh coban cộng với trắng, nó là cái màu của dựng hình đấy ạ. Có thể cho một chút đỏ vào đây để cho nó ngả sang sắc hơi tím tím, mình làm nó dễ hơn nha. Bây giờ ta sẽ bôi một chút góc nền trời bên trên này. Đấy. Cách chúng ta đi màu là các bạn đi dài tay nhẹ nhàng. Đấy. Màu không được để bị gồ lên nhá. Tuyệt đối là không để gồ lên, sùi màu đấy. Đấy, nghiêng này. Ok, chúng ta sẽ cùng đánh cái màu này ẩm ra một tí. Thêm một góc này. Đấy. Màu đi thoải mái nhá. Một chút thôi. Kéo lát đác thêm vào đây. Trước khi chúng ta lót tán cây thì đằng sau tán cây nó chính là cái nền của trời, đúng không? Ta đào thật kỹ. Bám sát theo đậm nhạt. Đi ngang sang đây này. Ngang tay ra. Đấy. Một cái lưu ý rất là quan trọng trong quá trình các bạn lên màu như thế này, đó chính là cái màu nó phải mịn này. Nó phải ngấm đều thớ vải nhá, chứ không được là chỗ có chỗ không, được chưa nào? Tiếp, chúng ta sẽ lót tiếp ở phúng bên cạnh, đó là màu của cây, đúng không? Ta sử dụng tí xanh cốm này, cộng tí trắng này, cộng tí xanh 067, đúng không? Kéo đều này. Đấy. Nhẹ nhàng thôi. Các bạn sẽ lót ở phúng đầu đây. Đấy. Đầu đây. Nhẹ nhàng. Đấy. Lót thoải mái nha. Lót chuyển theo đậm nhạt luôn. Đầu này sáng, chúng ta lót sáng luôn. Và cũng có một công thức nữa, đó chính là lớp lót nó chỉ cần đậm hơn cái màu thực, tức là màu thực tế đấy, từ ảnh đấy hoặc là từ tranh mẫu ấy, 1 đến 2 độ thôi. Lớp lót đậm hơn màu thực 1 đến 2 độ. Chúng ta không nên lót đậm quá làm gì cả. Đấy là cách các bạn lót này. Bây giờ sau khi chúng ta quen một chút về màu rồi, và chúng ta cần chuyển nhanh tốc độ hơn, một là chúng ta sử dụng bút to ha. Hai là các bạn sẽ sử dụng cái bút cắn xanh này. Đây, cắn xanh mà size bự bự một tí. Đây nha, bút cắn xanh. Đấy chưa? Là cái bút thông dụng nhất đấy. Chúng ta sẽ lót cả mảng bên trong này, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Kéo tiếp này. Các bạn thấy nhanh không? Đi dai dai màu như thế này. Dai dai màu. Kéo em. Em hãy nhẹ nhàng. Lót cái bối cảnh này trước. Chỗ nào đậm ở đâu ta sẽ lót đậm ở đó luôn. Góc bên phải này đậm hơn một chút chẳng hạn thì ta sẽ nhấn luôn. Kéo êm ái. Góc bên này. Bên dưới này vẫn là có một tí sáng này các bạn.
các bạn cùng quan sát xem. Và chúng ta thấy là tất cả những cái thớ màu nó phải ngấm đều ở trên vải nhá, chứ không được để hở nhá. Rồi tiếp lại, ta sẽ chạy lên cao vùng đỉnh, đỉnh ngọn của anh đấy. Chạy thêm đây. Vùng đằng xa này chúng ta cho một tí 033 vào. Tiếp tục nha, chúng ta lót đầu ngoài của cái cây này, cây bằng lăng đúng không? Đầu kết thúc của cái cây bên đằng trước nó thì chỗ này sẽ là góc đậm, đậm này tương phản với cái sáng này đúng không ạ? Chỗ này góc đậm, chỗ này sẽ là đầu sáng thì nó mới tôn được nhau. Chúng ta đun vào đây. Này cũng thế, sẽ là đậm đậm. Rồi tiếp tục ta sẽ lót sáng, sáng dần sáng dần. Cho tí đen nếu cần thiết đậm hơn. Tay đã dày, thoải mái. Lót nhẹ nhàng. Xoay đều bút nha. Bên dưới góc dưới này ta thấy là nó sẽ có tí đậm, đậm hơn đúng không? Ta cộng thêm tí tí đen vào chút thôi nha. Vậy là chúng ta đang tiến hành thực hiện cái bước lót màu theo đậm nhạt sáng tối của mẫu. Chỗ nào đậm ta lót đậm luôn, chỗ nào sáng ta lót sáng luôn, nó sẽ rất là hiệu quả. Sau khi lên mạng như này xong rồi thì chúng ta kiểm tra xem phần nào cần nhấn đậm hơn, giữa góc này đậm hơn nữa này, đậm rồi nhưng mà đậm hơn nữa thì chúng ta sẽ nhấn luôn nha. Nhấn luôn. Còn đầu ngoài kia sáng, cần sáng thì chúng ta sẽ lắc và chúng ta làm. Và cái lớp màu hồng tím này, hồng đánh sen này của lá hoa bằng lăng ấy thì chúng ta sẽ nhấn sau. Lát nữa chúng ta sẽ xử lý sau. Tiếp. Rồi, trên ngọn này đua giá nữa đúng không? Đua giá tí nữa.
Đó, bên này chúng ta cũng đua đậm ra thế nữa. Chúng ta lót kết hợp với việc xem xét lại hình liên tục nhé. Lớp lót các bạn thấy là chỉ cần đậm hơn cái màu thực 1 độ đến 2 độ thôi. Chúng ta không nên lót đậm quá. Kéo êm thế nào. Rồi, thậm chí trong cái vùng này giống như tiêu bảo nó là nó sẽ là vùng đậm. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua những cây trống của cầu. Chúng ta sẽ lót luôn này. Mình sử dụng cái bút cán xanh dựng hình ấy. Bút nhỏ thì mình lựa vào đây nó dễ. Đấy, ta sẽ lót luôn. Mình sẽ lấy thêm một chút cái anh màu 067 thêm ra. Thêm ra đây để mình làm nó dễ hơn. Sử dụng khá là nhiều xanh đúng không? Thêm ra đây này. Xanh cộng với đen hoặc tí 033 này cũng đẹp này. 033 ăn vào đáy. Đấy cậu. Miếng nào to thì mình sẽ dùng bút to hơn nhé. Còn miếng nào nhỏ thì mình chỉ cần dùng bút nhỏ thôi. Chơi miếng lớn bằng bút kia cho nó nhanh. Chỗ này thêm một chút sáng tối này. Hơi lấp cái vùng chân đi một tí cũng được. Chân này lúc nào cũng phải là đậm các bạn nhé. Lúc nào chân chúng ta cũng nhấn đậm hơn một tí. Heo trên này cũng là đậm. Định hình các bạn thấy là hệ thống đậm nhạt nó chuyển luôn, nó dễ luôn. Tiếp tục chuyển sang góc phía bên này là màu của 033 067. Ta chuyển thêm luôn. Cái lót thì mình cũng nên là lót trầm qua cái vùng bên ngoài một tí chứ không nên là trầm nguyên bên trong thôi. Trên kia có thể là ta có thể làm luôn hoặc là lát nữa chúng ta làm, tức là sau khi mà lót cổng làng cổng xong đấy, cổng đền xong chúng ta bắt đầu mới làm.
Ngót cây lát cối này, nó chuyển theo đậm nhạt luôn. Cái mảng bên dưới này thì sao nhỉ? Mảng màu nước này chúng ta cũng có thể chuyển luôn nhá. Chuyển luôn đi. Màu xanh ngọc đúng không? Xanh cốm chủ đạo này. Xanh be cốm chủ đạo này. Cho tí đỏ đỏ vào này. Chút chút đỏ ra. Màu nó ấm áp đây này. Mình giải thử xem sao. Đấy. Các bạn thấy không? Cái màu nó sát nhưng mà cần sáng hơn một tông nữa. Tăng tí trắng vào. Tăng tí trắng vào. Có cả một tí xanh cây nữa. Màu mịn mà sau khi vào màu cái này chúng ta sẽ chuốt luôn nhé. Hay các bạn đọ tông mà xem. Đọ luôn, vuốt thoải mái. Sang quá đúng không? Nhiều trắng quá. Thử cái này. Đấy. Nếu nó nhiều trắng quá thì mình sẽ thêm xanh cốm vào luôn. Thêm một tí xanh cốm ra này. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang góc bên trái một tí nữa. Mình lót xong mình sẽ sau khi mực kín rồi nhá, mình sẽ tiến hành thao tác trải ngang như này. Đấy. Trải ngang thì cái màu nó sẽ mịn vào so với cái nền vải. Bên trên góc trên này chúng ta sẽ nhấn thêm một độ hơi đậm hơn tí này. Đấy, độ này chính là cái độ để lan cái bóng xuống. Êm xuống, êm, chuyển êm này. Đấy, chứ nó không bị đột ngột so với ánh bên trên. Nhớ là vào luôn nhé. Vào luôn trước khi anh nền dưới này khô. Kéo êm. Nhẹ nhàng. Màu đang hơi khô thì chúng ta sẽ cho một chút nước nếu cần. Nước hoặc là lấy dung môi kết hợp thêm mà. Đấy, ta chạy dài ra và cho nó lan đều vào nhau. Nhẹ nhàng vào nhau. Bên dưới này thì lát nữa chúng ta sẽ đợi nó se se thì mình sẽ tiến hành làm cái nọn cỏ, nọn cây ra, nó sẽ vượt ra khỏi cái này. Tiêu chuẩn phải kín đã. Và góc đằng bên trong này cũng thế, nếu cần đậm ta tăng thêm luôn. Ok chưa? Nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng ra. Đó. Và ta sẽ xử lý thêm góc bên này nữa. Vượt ra khỏi cái lớp nền thì lúc này cái tán cây của mình nó sẽ vươn ra khỏi đằng trước đúng không, vươn lên đằng trước bên trên luôn. Là tán cây nó sẽ ra như vậy. Ta có thể hơi gợi một chút sáng tối.
từ dưới lên. Cái này dùng bút vẽ hoa thì làm nó sẽ mịn màng hơn, nó sẽ mềm hơn. Vài cái lá bằng lăng nữa ha. Ok chưa? Rồi, cái khâu này tả lát để xong. Các bạn thấy là hơi gợi nhẹ cái này, cái bông hoa cũng như là cái lá nó ra luôn rồi đúng không ạ? Sẽ bật ra. Để sau chúng ta sẽ tập trung vào ta khai thác và ta tả nó sẽ kỹ, nó mềm. Cái bút này hơi bị cứng do bút mới. Rồi, tạm thời chúng ta dừng lại ở đây. Còn phần sau nữa thì chúng ta sẽ tiến hành lót cổng đền đúng không? Và cây cầu Thê Húc cũng như là tất cả những cái nha và cái góc cây bên phía trái cho nó xong hoàn thiện nhé. Các bạn nhớ ở khâu này, bước lót là chúng ta màu hơi ẩm này, màu chuyển độ từ sáng đến tối, nhảy nhót luôn và chuyển luôn. Chỗ nào đạt sáng, chỗ nào đạt tối thì mình phải làm gần như được với mẫu luôn, chứ chúng ta không nên là lót nông quá nhá, để tránh trường hợp về sau phải lót lại nhá chưa. Thứ nhất là phải đủ đậm, hai là đậm nhạt chuyển êm, thứ ba là màu ẩm. Ok rồi, đó là toàn bộ nội dung bài này. Cảm ơn sự chú ý nghe của tất cả các bạn. Còn bây giờ chúng ta xin hẹn gặp lại nhau trong nội dung bài học thứ tư. Rồi, xin chào.